Dạ. Dạ thương được con. Con. Dạ, bây giờ là trà sữa đang nằm để chuẩn bị coi siêu phẩm của cha Thương Dừa, đó là MV Cô Hàng Xóm, để coi phản ứng của trà sữa. Cô đáng lẽ là cái MV Cô Hàng Xóm này là trà sữa là người đóng vai nữ chính á, nhưng mà khi mà mình kiểm duyệt thì bên kiểm duyệt họ không cho, nên thôi mình phải quay lại cái phiên bản cô Lâm Dương Quá. Rồi bây giờ con coi cái gì? Con vùng ngoại ô của cha. Con vùng ngoại ô của cha hả? Ừ. À, con thuộc bài đó không? Thuộc bài đó. Có thuộc không? Con tí cho lũ, số lùn lũ. Hả? Số lùn lũ. Cái gì? Cho cha Lâm chào giả đi. Lâm chào giả. Lâm chào giả ơi. Hello khán giả. Dạ. Rồi bây giờ trà sữa hát câu Cô Hàng Xóm đi, rồi cho mở MV Cô Hàng Xóm cho con coi. Cho lấy mi cho con. Thôi khỏi lấy micro, hát không đi. Không. Hát không đi, cho mở nè. Chuẩn bị mở MV Cô Hàng Xóm cho con coi nha. Mở. Mở ha. Rồi chuẩn bị. Lấy mi. Khương Dừa. Thôi giờ mở mi không máy cho con. Khương Dừa. Mở mi. Khương Dừa. Khương Dừa. Đó này kìa kìa con sống rồi sữa. Đó. Đây lại đây Lâm, từ từ Lâm. Gì con? Con có gì? Con sữa có gì? Đây. Đây, Khương Dừa chuẩn bị mở MV Còn Sớm đó. Đó là MV Còn Sớm của Khương Dừa đó nha quý khán giả. Rồi, Khương Dừa mới vừa chiếu thôi, bây giờ Khương Dừa sẽ mở cho trà sữa xem nè. Từ từ đây cho mở. Đi cho mở Lâm Lâm. Đây, khoan để cho mở nhỏ nhỏ thôi, mở lớn quá nó nhạc thì sẽ bị bóng quyền. Thôi khỏi mi, tránh ra sữa, mai vẽ mốt bản karaoke còn lấy mi nha. Rồi. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Có bài gì? Vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô phải không? Ừ. Rồi, tránh ra Lâm. Thôi nhỏ nhỏ nữa con chịu khó nghe nha. Nghe không? Con nghe không? Vậy nghe không? Vậy nhiều khán giả không nghe ha. Từ lớn xíu rồi. Từ lớn xíu rồi bị... Cha hả? Hả? Đó, đây MV Cô Hàng Xóm của Khương Dừa đây. Đây, trà sữa đã coi rửa xăng. Trà xanh Cô Hàng Xóm. Ai vậy con? Cha. Cha hả? Cha đóng với ai? Cha đóng với cha. Cha đóng với ai? Cha đóng với cô. Cô hả? Cô đẹp hay xấu? Đừng có ngâm ngậm cái lê chén cha không cho coi nha. Cẩn cha. Cô đẹp hả xấu? Hả? Sữa ơi. Gì? Hả? Gì cô con? Cái gì? Cái gì con? Ai vậy? Cô. Cô hả? Trời. Cô nghe cô nói gì không? Nhỏ quá à. Mở thì sự sữa nghe được. Rồi chuẩn bị hát nha. Khi nào nhạc lên thì sữa mới có phản ứng theo quý vị vậy. Có nhạc kìa, có nhạc kìa. Rồi cha. Cha sao? Mẹ. Rồi cha làm gì vậy? Cô. Ừ. Cô dẫn cho Hương à. Sao cô dẫn cho? Sao vậy? Đến mi cơ cơ. Con hát đi, con hát đi. Hát xong rồi lấy micro được. Giờ lấy micro sẽ bị bản quyền, không được. Lấy micro mượn Lâm, Lâm lấy cho con mượn micro Lâm. Con hát đi. Cô hát. Ừ. Không biết mở hả? Kêu mẹ Ngọc ra mở giùm mày, kêu cô ba mở giùm cho Khương ấy. Được. Vui không? Cũng bữa con hát đó. Đây Lâm. Đây.
Rồi mê rồi, từ nay có nhà có MV để lên liền. Không hết hết hết, mở được. Mở được. Chưa mở được. Hả? Sẽ pin coi con. Cái gì? Sạc pin hả? Không, con phải coi hết này đi rồi mình mới mở được nha. Ha, coi hết này rồi cha đi mở ha. Ok không? Ok. Ok ha. Mấy đâu? Rồi con cầm đi rồi hết này cha đi mở ha. Năm chào quá. Hát đi con, hát theo em. Làm sao ước mơ chuyện tơ mày sau. Tôi sợ hai trái. Ai chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi đã che câu nguyện của ta. Giữ kèn mang cuốn trách tình. Hát đi, lớp lên. Nên người xưa đã hôm nay cánh thiệp hồng. À, này mở nhỏ quá nên trà sữa không nghe tiếng, để trà sữa hát theo cái gì vậy? Cái mở mình mở lớn lên cái sợ bị ông Quyền á. Xí nghèo này không. Ai vậy? Ai vậy? Hả? Hả? Ai vậy? Sao coi mà buồn vậy? Coi clip hài mà buồn vậy? No. Hả? Sao mua sữa buồn vậy? Hả? Sao sữa buồn vậy? Hả? Sao sữa buồn? Cha nói. Cha nói gì? Cha nói. Hả? Cha nói. Cha nói gì? Ai là không nhớ nhiều đã tu trăm trăm triệu ở đâu hai năm trôi qua. Âm cao quá, tình ham ngậu. Cho mình đọc cho cái gì. Sự tâm. Giờ một hôm. Một hôm tôi quyết đi thật xa. Tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ. Nhờ thời gian phương thức hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Ca sĩ nữa nè quý vị. Hơi thuộc luôn. Mình sống chậu trắng ai nhiều mâm mâm con nhẹ xi nèo này hộp đời em nhiều mâm mâm có nhớ anh nhạc xi nghèo này không. Đừng có đưa sao vui không coi nữa không con nữa. Coi nữa, dạ coi nữa. Đừng có lắc, đừng có lắc. Cha thấy cha hát được không? Cha hát được. Cha hát được không? Cha hát hay không? Hay hay dở? Hay. Cha hát hay hay dở? Cha hát hay dở. Cha hát hay hay dở? Đúng, cảm ơn. Hả? Anh này cũng dở. Anh nhiều làm tôi chậm. Chào chào nhà nhà đưa nhà nhà.
Rồi vậy từ nay thì sửa xe ở nhà để cài view cho Khương Dừa nha quý khán giả. Mỗi cái MV của Khương Dừa mà được chừng 1 triệu lượt xem là do Trà Sữa Nhà cài hết 900.000 lượt xem rồi đó. Thôi ca chào tạm biệt khán giả đi, giờ mà mở karaoke okay để cha con mình hát nè. Nè. Hả? Rồi, chào tạm biệt con. Rồi chào tạm biệt khán giả. Ha. Chào tạm biệt khán giả nha. Rồi cho mở con coi tiếp ha. Dạ thôi chào tạm biệt khán giả nha. Hẹn lại khán giả trong một video theo. Giờ Trà Sữa coi MV của Khương Dừa mà phải mở lớn lên để Trà Sữa coi à. Dạ chào tạm biệt ạ. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Chúc ngủ ngon. Bye bye. Yeah.